Thân Thúy Hà siêng làm vườn khi nghỉ dịch Covid-19. Thời gian này, tôi siêng làm vườn, nên năng suất trồng trọt tăng hẳn. Rau xanh ở vườn phục vụ bữa ăn an toàn cho cả nhà. Lại tiết kiệm, được một khoản trong mùa dịch, Thân Thúy Hà chia sẻ. Con, được yêu thương, quan tâm, nhưng trong khuôn khổ, sẽ biết lễ phép với người lớn, cộng tròn một tuổi, con gái chị là cô bé thế nào? Bé, đã chập chững biết đi, và ea, được vài từ. Mỗi khi nghe nhạc, dù chưa biết hát bé không ngừng phát ra những âm thanh theo giai điệu và lắc lư rất khoái trí hera là con gái nhưng đặc biệt thích đá bóng tôi đoán bé bắt trước anh hai vì lúc nào ở nhà duy anh con trai lớn của thân thúy hà cũng kè kè trái bóng bên cạnh cậu anh hai duy anh ảnh hưởng thế nào tới sở thích tính cách của em gái hera thần tượng anh hai lắm ở duy anh có sức hút nào đó khiến bé cứ muốn quấn lấy anh cả ngày dù có mẹ ở nhà mỗi khi ngủ bị giật mình hera đều gọi anh lúc thức thì con bé trèo lên người ôm cổ hôn má anh một cách thích thú tuy vậy tính cách của hai anh em lại hoàn toàn trái ngược duy anh dịu dàng ít nói giống ông nội còn hera là bản sao của tôi nên rất cứng đầu cộng duy anh đáp lại sự thần tượng của em gái bằng cách nào anh hai cũng cưng em vô cùng tối ngày hỏi em hera có thương anh không mỗi lần được em gái hôn khuôn mặt duy anh toát lên vẻ hạnh phúc hôm nào ba mẹ con đi tập thể dục ở công viên bé cũng giành đẩy xe cho em đủ 10 vòng trong nhiều hoàn cảnh duy anh luôn nhẹ nhàng với Hera mẹ thấy vui và yên tâm nhưng cũng tủi thân vì bị da dìa hai con có tính cách trái ngược chị chọn phương pháp nuôi dạy ra sao để phù hợp từng bé trước giờ tôi luôn xem duy anh như bạn hai mẹ con cởi mở trao đổi với nhau mọi vấn đề từ học hành thầy cô bạn bè bé giống tôi sở thích cây cối Mỗi khi thấy trên TV có hướng dẫn cách trồng cây hay giới thiệu món ăn ngon là Duy Anh rủ mẹ thử, nghiệm. Tôi thấy may mắn, vì, được con tin tưởng, để tâm sự hết bí mật, kể cả đi chơi game với bạn, Duy Anh cũng không giấu tôi. Con tình cảm, và ấm áp hơn em gái nhiều. Tôi nghĩ, để gần gũi con, không cách nào tốt hơn là tôn trọng. Con, được yêu thương, quan tâm, nhưng trong khuôn khổ, sẽ biết lễ phép với người lớn, mà không sợ sệt, xa cách. Bản chất Duy Anh rất hiền, dễ dạy bảo, và chịu nghe lời. Tôi không mất nhiều công sức trong việc uốn nắn bé. Hera còn nhỏ, nên quá sớm, để đoán tính cách. Nhưng tôi cảm nhận con mạnh mẽ hơn những gì người ta thường thấy ở một bé gái. Hera chạy nhảy cả ngày, mỗi khi vấp ngã hay cộc đầu đều không khóc. Tôi không thể, và cũng không muốn ép con làm điều gì. Nếu không thích bé, sẽ phản ứng bằng cách la lên hoặc bỏ đi chỗ khác. Tôi luôn thích con gái mạnh mẽ, quyết đoán hơn là yếu đuối. Cộng chị cảm thấy thế nào khi con gái như bản sao của mẹ? Tôi rất vui. Tôi luôn thích con gái mạnh mẽ, quyết đoán hơn là yếu đuối, bánh bèo. Khi Hera lớn tôi sẽ cho con để tóc dài, mặc đầm nhưng đi học võ và chơi các môn thể thao, thật thú vị khi con mang hình hài công chúa, nhưng bên trong lại năng động, cứng cỏi và bản lĩnh như hoàng tử. Có điều đó chỉ là mong mỏi của tôi, còn con có chịu hay không lại là chuyện khác. Tôi muốn tôn trọng lựa chọn của con. Cộng 3 tuần cách ly vừa qua của gia đình chị có gì đặc biệt? Đó là quãng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của tôi kể từ sau khi sinh bé Hera hồi tháng 4 năm 2019. Tôi tận dụng nó một cách triệt để vào việc chăm và chơi với con. Tôi dạy Duy Anh làm việc nhà. Phân công bé nhiệm vụ tưới cây, gieo hạt, làm đất và bón phân cho vườn rau. Đến bữa, hai mẹ con cùng nấu ăn. Chiều tối cả nhà ra công viên tản bộ, thỉnh thoảng làm bánh. Nhờ vậy, những ngày giãn cách xã hội bất nhàm chán. Tôi cũng như nhiều người khác, chịu áp lực tài chính vì không đi làm nhưng đổi lại có thì giờ bù đắp cho con nhìn vào mặt tích cực tôi có lý do để cho phép bản thân tận hưởng những sở thích riêng như dọn dẹp nhà cửa trồng rau trồng hoa thư giãn thời gian này tôi siêng làm vườn nên năng suất trồng trọt tăng hẳn rau xanh ở vườn phục vụ bữa ăn an toàn cho cả nhà lại tiết kiệm được một khoản trong mùa dịch mọi người rất muốn biết bạn nghĩ như nào hãy để lại bình luận dưới video nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại